Video này mình muốn chia sẻ đến mọi người 2-3 cây trà bạch và một ít cây thơm hồng bát diện. Những cái cây tầm trung nhỏ nhỏ thôi. Giá thì chỉ khoảng tầm vài trăm thôi mọi người. Và bây giờ mình sẽ quay cụ thể từng cây cho các bạn nhé. Đấy. Đầu tiên là hai cây bạch. Đây, hai cây bạch đây. Gốc của nó là bằng nắp coca các bạn nhé. Bằng nắp coca đấy. Đấy. Đây. Nó chỉ cao khoảng tầm 50 thôi. Đấy. Tầm 50 thôi. Đấy. Chỉ cao tầm 50 thôi các bạn ạ. Đấy. Đấy, đây là một cây. Còn cây tiếp theo là cây bên cạnh đây. Cây bên cạnh thì nó lùn hơn một xíu. Nhưng mà cái gốc thì tôi thấy nó đẹp hơn. Đây, các bạn thấy này. Nó củ này. Đấy. Cái này thì cũng to bằng cổ chai coca. Đấy. Cái nắp chai coca. Đấy. Đó. Cây này thì là mình báo giá luôn nhé, 500 một cây. Đấy, các bạn lấy cây nào được cây. Đấy. Cái này thì mình chỉ bán trực tiếp với cả anh em nào đến, anh em nào gửi xe thôi. Đấy. Chậu chiếc đầy đủ rồi. Đấy. Chậu chiếc đầy đủ rồi, xong rồi các bạn cứ về trồng thôi, chứ không phải ấy gì cả. Đấy. Tiếp đến là mấy cây bát diện các bạn ạ. Đây. Mấy cây bát diện đây. Đấy, các bạn thấy này. Đấy, cây bát diện này, đây. Đấy. Mấy cây bát diện này thì là có hai cây này nó hơi trội, nó cao hẳn lên. Hai cây này phải hơn mét. Đây, cao lắm các bạn này. Đấy. Đây. Đây. Đấy. Nhưng mấy cây bát diện này chỉ khoảng 150. Đây, chỉ khoảng 150 thôi. Đấy. Còn hai cây này thì là 200 một cây. Đấy. Còn như cây này, bây giờ cây này thì 300 một cây. Đấy. Cây này mình bảo luôn là cây này phải cao tới gần mét đấy các bạn ạ. Mét đấy. Đấy. Gốc thì nhỏ, gốc thì nó chỉ bằng ngón tay cái của mình thôi. Đấy. Gốc cây này to hơn. Đấy. Thì cũng vẫn là 300 nghìn một cây. Đấy. Đây. Đấy. Hồng đây là thâm hồng bát diện này. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 cây thâm hồng bát diện. Sai bé là hai cây trà bạch đấy. Còn đây cái phấn cung đình, các bạn em nào cần thì liên hệ mình. Nó đang hoa toe toét rồi. Đấy. Đây, đấy bằng này. Đó. Đọc là mình có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Đấy, 11 cây. Thì hai cây bạch. Hai cây bạch thì là 8 cây bát diện. Còn lại một cái hồng đấy. Cái hồng thì đang hoa đẹp lắm nhá mọi người. Ngoài ra thì mình cũng có mấy cây hàng giống nhá các bạn. Hàng giống đây, ví dụ như là đây, mấy cây bạch giống này. Đây, mấy cây bạch giống. Mấy cây bạch giống này thì nó cũng phải tầm 30 40 đấy các bạn ạ. Đấy. Đây, mấy cây bạch giống này, mấy cái cây cao này này, có 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, chỉ có khoảng 6 7 cây thôi. Thì mấy cây cao này thì là 30.000. Còn mấy cây thấp thấp này thì là 20.000 nha mọi người. Đấy. Ngoài ra thì đây, mấy cây bát diện này. Đây, ví dụ cây này này. Đấy. 50.000. Đấy, nó đang có hoa luôn. Đây, mấy cây bát diện này. Mấy cây bát diện nhỏ nhỏ này. Các bạn về uốn nắn này. Đây, đấy. Nó, mấy cây này là mình mấy năm rồi các bạn này. Đấy. Đây. Nhà mình uốn kiểu như là ngoan ngoèo này. Đấy. Anh em nào cần liên hệ mình nhé.